đất đá, vỏ cà phê, chất bột đen trong những viên pin hiệu con ó đập vụn trộn với nước là những loại nguyên liệu để chế biến cà phê được cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở này. Những loại nguyên liệu trên được cơ sở này trộn bằng máy trộn bê tông, nhuộm đen bằng chất bột đen trong những cục pin, sau đó sấy khô, đóng bao rồi bán ra thị trường. Sản phẩm trên nếu làm đồ uống thì cực kỳ độc hại và nguy hiểm cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, từ vỏ cà phê, đá và pin đèn trộn với nước thì chủ cơ sở này đã đưa ra những sản phẩm như thế này. Và nếu những sản phẩm này đến với tay người tiêu dùng thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe vô cùng. Theo khai nhận ban đầu của bà Loan, các thành phần độc hại này được trộn vào cà phê. Trong kho của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện 13 tấn thành phẩm nghi là hỗn hợp dùng để làm đồ uống, gồm bột đá, đất, vỏ cà phê nhuộm đen theo phương pháp trên. Theo khai nhận của bà Loan, đã có 3 tấn sản phẩm loại này được tiêu thụ. Tuy nhiên, hiện tại bà Loan chưa chịu khai rõ tiêu thụ số cà phê bẩn này ở đâu. Ghi nhận tại hiện trường có một xô chứa 3kg lõi pin, một xô chứa nước màu đen, hai thùng hóa chất màu xanh, đất đá, vỏ cà phê, xẻng đang còn ngổn ngang trên nền đất. Qua công tác nghiệp vụ, vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 4, lực lượng cảnh sát môi trường, công an tỉnh Đắk Nông chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành bắt quả tang tại hộ kinh doanh thu mua chế biến cà phê Nguyễn Thị Kim Loan, trú ở thôn 13 xã Đắk Que, đang chế biến cà phê dùng bột đá và vỏ cà phê trộn với pin. Từ hiện tại, lực lượng cảnh sát môi trường đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi trên để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Được biết, cơ sở của bà Loan hoạt động từ năm 2016 với ngành nghề thu mua nông sản. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, thời gian qua tại cơ sở này hầu như không diễn ra hoạt động trao đổi mua bán và cũng không có biển hiệu kinh doanh. Sự việc xảy ra về cái trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Loan thì qua cái biểu hiện, cái cảm nhận ban đầu ở bên ngoài thì cơ sở chỉ là một cái hộ bình thường, không có bất cứ một cái biển bảng gì liên quan đến cái hình thức là kinh doanh mua bán nông sản, và cũng không có mua bán bất cứ một cái hoạt động nào liên quan đến việc trao đổi mua bán hàng hóa về nông sản mà nhập ở đâu về. Cho sau khi mà phát hiện ra thì mới biết được là cái cơ sở này mới có giấy phép, còn trước giờ thì không có bất cứ một cái hành vi động nào liên quan đến kinh doanh mua bán nông sản ở địa bàn. Thì hiện nay chính quyền địa phương đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng để làm rõ về cái hành vi là chế biến như vậy và xuất đi đâu thì đang được làm rõ. Sáng ngày 17 tháng 4, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ sản phẩm trên và lấy mẫu gửi đi kiểm định để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin về vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự sau.